này thì đó là một ca khúc nhạc phim chính của Vết Sẹo, phim truyền hình. Thì bản thân Ngọc khi nhận được ca khúc này từ anh Nguyễn Hồng Thuận, Ngọc cảm giác mình hát bài này rất là chân thật và rất là gần gũi cái cảm xúc của anh Thuận mong muốn mang đến cho tất cả quý vị khán giả. Thì với ca khúc Con Tiền Đời này thì cũng hy vọng rằng tất cả quý vị cũng sẽ cảm nhận được những gì gần gũi nhất, chân thật nhất mà Ngọc cùng với anh Nguyễn Hồng Thuận mang đến cho tất cả quý vị. Đó là một ca khúc nhạc phim chính của Vết Sẹo, phim truyền hình. Thì bản thân Ngọc khi nhận được ca khúc này từ anh Nguyễn Hồng Thuận, Ngọc cảm giác mình hát bài này rất là chân thật và rất là gần gũi cái cảm xúc của anh Thuận mong muốn mang đến cho tất cả quý vị khán giả. Thì với ca khúc Con Tiền Đời này thì cũng hy vọng rằng tất cả quý vị cũng sẽ cảm nhận được những gì gần gũi nhất, chân thật nhất
mà Ngọc cùng với anh Nguyễn Hồng Thuận mang đến cho tất cả quý vị. Thì hạnh phúc tôi luôn khát khao, làn sóng trôi đi.